Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Khai mạc hội thao cán bộ, công nhân viên chức lao động tại cụm số 3 và số 4. Thị xã Nghi Sơn nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày mùng 3 tháng 5, tại trung tâm hội nghị Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Sự lễ phát động có đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy nghi sơn đồng chí nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận thị ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã nghi sơn đồng chí trịnh tiến dũng thị ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đồng chí lê thị kim liên ủy viên ban thường vụ tránh văn phòng liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa các đồng chí trong ban thường vụ liên đoàn lao động thị xã chủ tịch công đoàn cơ sở và các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thị xã Nghi Sơn kêu gọi các ngành, các cấp, các đơn vị doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn đồng hành hướng về người lao động, làm những việc có ích cho những người làm ra sản phẩm phục vụ đời sống xã hội, đóng góp to lớn vào sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm soát phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro trong quá trình lao động, tổ chức chăm sóc sức khỏe, sớm phát hiện, xử trí bệnh nghề nghiệp, khắc phục ngay những mối nguy không bảo đảm an toàn. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động, giúp đội ngũ công nhân lao động yên tâm công tác, phát huy trí tuệ xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, kêu gọi toàn thể đoàn viên công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm với những việc làm thiết thực cụ thể, phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, cùng đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công nhân lao động sống và làm việc theo quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cơ sở, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, tài nghề, chuyên môn kỹ thuật và kiến thức pháp luật, từng bước hình thành tác phong lao động công nghiệp, vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư thường trực Thị ủy ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn, cán bộ đoàn viên, người lao động đối với sự phát triển của thị xã trong thời gian qua, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của ban thực vụ liên đoàn lao động thị xã trong việc nghiêm túc triển khai chỉ đạo của liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, ban thực vụ tỉnh ủy trong hoạt động công tác công đoàn nói chung, đặc biệt là các nội dung phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Bá Duyên nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng của việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, với quyết tâm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, qua đó chuyển hóa tiềm năng lợi thế của thị xã thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy kinh tế xã hội, sớm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Vì thế, đòi hỏi mỗi tổ chức, cơ quan, đoàn thể và từng cá nhân người lao động phải không ngừng phấn đấu, hoàn thiện, nâng cao năng lực để đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự phát triển chung của thị xã. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị cấp công đoàn thị xã cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật, quy định mới cho đoàn viên, người lao động và chủ doanh nghiệp. Ba thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã và các cấp công đoàn, khối cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua cao điểm tại cơ quan đơn vị để tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn thị xã. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm sâu sát hơn nữa đến hoạt động của các cấp công đoàn, lãnh đạo chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp thực hiện phát động đợt cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024 đạt kết quả tốt nhất ở cơ quan đơn vị mình. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thị xã và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 xuất quà với tổng giá trị 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ đoàn viên của Liên đoàn Lao động thị xã cho 10 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao 20 xuất quà với tổng giá trị 26 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tháng công nhân. Sáng ngày 4 tháng 5, tại nhà thi đấu đa năng trường tiểu học thị trấn, cụm hội thao số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn đã tổ chức khai mạc hội thao cán bộ công chức viên chức lao động tại cụm số 3. Sự khai mạc có đồng chí Trần Thị Vân, thị ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, các đồng chí ủy viên ban thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã các đồng chí là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, hiệu trưởng các trường có vận động viên tham gia hội thao, tổ trọng tài và gần 200 vận động viên tham gia thi đấu. Tham gia hội thao cụm số 3 gồm các công đoàn, xã, phường, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã, phường, Trúc Lâm, Xuân Lâm, Hải Thanh, Bình Minh, Hải Yến, Nguyên Bình, Hải Hòa, Hải Nhân, Định Hải, Ninh Hải. Giải được thi đấu ở các nội dung bóng truyền hơi nam nữ và bóng truyền hơi nữ. Hội thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, tăng cường sức khỏe, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây cũng là dịp để công chức, viên chức, người lao động giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929 28 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, chiều ngày 3 tháng 5, tại nhà thi đấu Đà Năng, phường Tân Dân, Cụm Hội thao số 4 trực thuộc Liên đoàn Lao động Thị xã Nghi Sơn đã tổ chức khai mạc hội thao Cụm cho cán bộ, công nhân viên chức lao động Cụm Hội thao số 4. Sự khai mạc có đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã, các đồng chí ủy viên ban thường vụ liên đoàn lao động thị xã các đồng chí là bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân hiệu trưởng các trường có vận động viên tham gia hội thao tổ trọng tài và gần 200 vận động viên tham gia thi đấu hội thao công chức viên chức người lao động cụm hội thao số 4 gồm các đoàn viên công nhân viên chức lao động đang sinh hoạt tại các công đoàn xã phường trường học doanh nghiệp trên địa bàn xã phường hải lĩnh tân dân hải an hải ninh hải châu ngọc lĩnh thanh sơn thanh thủy các sơn anh sơn Hội thao được thi đấu các nội dung bóng truyền hơi nam nữ và bóng truyền hơi nữ. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, tăng cường sức khỏe, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, mà còn là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay sau lễ khai mạc các vận động viên đã công hiến cho khán giả những cuộc so tài hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của đơn vị. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Nghi Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, thăm hỏi, tặng quà, tri ân các thương binh, thân nhân liệt sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên sung phong, chiến sĩ điện biên trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ. Hiện nay, trên địa bàn thị xã còn hai thương binh tham gia chiến dịch điện biên phủ còn sống và 44 liệt sĩ có người thờ cúng đang hưởng chế độ thờ cúng. 118 người trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ còn sống, gồm chiến sĩ điện biên 64 người, dân công hỏa tuyến 11 người, thanh niên xung phong 43 người. Ngoài tổ chức trao 118 xuất quà trị giá 118 triệu đồng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao 155 xuất quà trị giá 155 triệu đồng của tỉnh, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã đã thành lập 14 đoàn công tác do các đồng chí thường trực thị ủy, ủy viên ban thường vụ thị ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi tặng quà các thương binh, gia đình các thân nhân liệt sĩ, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các xã phường với 164 xuất quà trị giá trên 66 triệu đồng. Thị xã cũng đã chỉ đạo các xã phường tổ chức đi thăm tặng quà của thị xã, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, dân công Hòa tuyến, thanh niên sung phong, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã chỉ đạo các ngành, cơ quan đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ, bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, biểu dương những tấm gương thanh niên là con thương binh, thân nhân các liệt sĩ tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của dân tộc ta trên các lĩnh vực học tập, công tác và sản xuất. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn, phát động cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Thị xã và Đài tưởng niệm các xã phường. Trong dịp này, 31 xã phường trên địa bàn thị xã đã và đang tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các thương binh gia đình liệt sĩ chiến sĩ điện biên dân công hỏa tuyến thanh niên sung phong trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các công trình ghi ơn liệt sĩ đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội các doanh nghiệp vận động cán bộ công nhân viên chức và nhân dân ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa theo kế hoạch, vào ngày 6 tháng 5 năm 2024, thị xã cũng sẽ tổ chức dân hoa dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thị xã Nghi Sơn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn, huy động nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng nói chung và các thương binh gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về trang sử vàng của đất nước Việt Nam. thưa quý vị và các bạn sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ quân và dân ta đã giáng đòn quyết định xóa sổ pháo đài bất khả xâm phạm làm nên một điện biên phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu trong mốc son trói lọi tạc vào lịch sử dân tộc thanh hóa tự hào đã có nhiều đóng góp to lớn cho chiến dịch toàn thắng Sử sách nói nhiều về chiến thắng Điện Biên phủ, thế nhưng được nghe ai đó từng đi qua những năm tháng xưa, kể lại để có thể cảm nhận được hơi thở của một thế hệ anh hùng đem ước muốn ấy xuôi về phía sông Mã, chạy dọc quốc lộ 1A tới xã Hoàng Đồng, Hoàng Hóa, gặp cụ Nguyễn Đức Ngọc. Ngày ấy cụ Ngọc là trưởng đoàn dân công xe đạp thồ của xã. Đội quân xe thồ của cụ có nhiệm vụ lấy hàng từ huyện Quảng Sương để vận chuyển lên Điện Biên. Tuyến đường xa 500-600 km, địa hình hiểm trở. Trong khi nhu cầu của chiến trường rất lớn và gấp rút, nên đội quân của cụ phải rất khẩn trương. Trong quá trình vận chuyển, mỗi người một xe thổ, nhưng đoạn nào dốc quá, thì ba người một xe. Người buộc dây kéo phía trước, hai người đẩy phía sau, mới vượt qua được việc sử dụng xe đạp thồ làm phương tiện vận tải phục vụ chiến đấu chưa từng có trong lịch sử quân sự thế giới chỉ xuất hiện ở việt nam dù là phương tiện thô sơ nhưng đoàn quân xe thồ mang sức mạnh phi thường đọ sức cùng xe tăng máy bay tối tân hiện đại của quân xâm lược để làm nên chiến thắng lẫy lừng cụ ngọc chia sẻ ngoài nhân chứng hiếm hoi chúng tôi may mắn được gặp Tất cả những chiến công vang dội, oanh liệt của quân dân Thanh Hóa, ngoài nhân chứng hiếm hoi, chúng tôi may mắn được gặp. Tất cả những chiến công vang dội, oanh liệt của quân dân Thanh Hóa còn được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng tỉnh qua nhiều tư liệu hiện vật vô cùng quý giá. Trong đó, chiếc xe đạp thổ của ông Trịnh Ngọc đạt kỷ lục vận chuyển 345,5 kg lương thực trên một chuyến, đặt ở chính giữa phòng trưng bày như một minh chứng hùng hồn về binh chủng, xe đạp thổ trong chiến dịch. Chiếc xe cút kít của ông Trịnh Đình Bẩm, xã Định Liên, Yên Định gây ấn tượng mạnh với khách tham quan khi biết trong tình thế cấp bách, ông đã tháo gỡ cả bàn thờ gia tiên để hoàn thành chiếc xe làm phương tiện tải lương phục vụ chiến dịch, góp phần làm nên kỳ tích của cuộc chiến, còn là hình ảnh của các đại đội công binh, thanh niên xung phong ngày đêm tiếp lương, tải đạn, phá bom, sửa đường, đảm bảo mạch máu giao thông. Hình ảnh chiến sĩ Thanh Hóa phấn khởi bên chiến lợi phẩm tại chiến trường hay giấy chứng nhận chiến sĩ dân công vẻ vang, mặt trận Điện Biên Phủ. Trong chiến thắng Điện Biên Phủ, hậu phương Thanh Hóa đã dồn sức cao nhất cho chiến dịch. Cả ba đợt, Thanh Hóa đã huy động 178.924 dân công dài hạn và ngắn hạn, gần bằng 70% toàn chiến dịch. Số thanh niên lên đường tòng quân là 18.890 người, bằng cả 7 năm trước đó. Những người con quê hương Thanh Hóa chân trèo vai vác có mặt ở nhiều đại đoàn chủ lực, trực tiếp tiến quân vào điện biên và tham gia nhiều trận đánh vào các cứ điểm quan trọng của địch. Nổi bật là tấm gương anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, không để pháo rơi xuống vực thầm Hay nữ dân công Hà Thị Miên đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường vận tải đạn vào mặt trận. Nhiều tấm gương anh hùng liệt sĩ như Trần Đức, Lê Công Khai, Trương Công Man và hàng nghìn dân công hỏa tuyến quê hương Thanh Hóa ngã xuống trên các nẻo đường. Máu của các cô, bác, anh chị đã thấm đỏ trên những cung đường, nhuộm thắm màu cờ trên nóc hầm tướng. Đề Cát Trơ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, góp phần làm nên bản anh hùng ca bất tử của mọi thời đại. Không chỉ là hậu phương lớn, chi viện về sức người, Thanh Hóa còn là hậu phương lớn cung cấp lương thực, thực phẩm cho chiến dịch. Những đoàn thuyền ngược dòng sông Mã, những chuyến xuyên rừng, treo đèo, vượt suối bí mật, đưa hàng về nơi tập kết, hay những đoàn xe thổ, dân công gánh bộ, nối tiếp nhau rầm rập ngày đêm trên các nẻo đường lên điện biên. Ngày ấy có thời điểm thóc dự trữ của tỉnh không còn, lúa cũng chưa đến ngày thu hoạch. Nhân dân Thanh Hóa đã xúc bồ, đổ thúng để kho lương thêm hạt gạo nuôi quân. Người người ra đồng tỉa từng rẻ lúa vàng, chín trước, ở đầu bông để có đủ lương thực, thực phẩm, phục vụ chiến trường. Cả ba đợt của chiến dịch, Thanh Hóa đã huy động được 34.927 tấn lương thực, vượt gần 7.000 tấn so với số lương thực trung ương giao lịch sử đã ghi nhận chiến thắng điện biên phủ với sự góp công rất lớn của những chị gánh anh thồ huyền thoại nhiều dân công quê hương thanh hóa trở thành kiện tướng vận chuyển như các ông ma văn kháng cao văn tị trịnh ngọc nổi tiếng cả nước được nhiều người ngưỡng mộ bây giờ tiếng việt nam đến đâu tiếng điện biên phủ đến đó tiếng điện biên phủ đến đâu đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó. Là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của quân, dân, Thanh Hóa khi chia lửa với chiến trường Điện Biên, góp phần tô thắm trang sử vàng oanh liệt của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, nhiều địa phương, rác thải sinh hoạt là thứ bỏ đi nhưng với những hội viên phụ nữ thị xã nghi sơn rác thải sinh hoạt lại có giá trị thành tiền hội phụ nữ cơ sở đã gom nguồn tiền này làm nhiều việc tử tế nhân văn thiết thực trong đời sống hàng ngày hội viên tri hội phụ nữ thôn đồng tâm xã hải nhân vào mỗi buổi tối đi tập dân vũ thể thao cứ có phế liệu là tự nguyện sách ra tập kết tại ngôi nhà xanh đặt ở nhà văn hóa thôn mà không đợi thông báo việc thu gom phế liệu được thực hiện theo quý nhưng hội viên làm thường xuyên, không ngần ngại. Chị Lê Thị Cường, tri hội trưởng tri hội phụ nữ, thôn Đồng Tâm cho biết, hàng ngày các gia đình thường phân loại rác thải sinh hoạt để xử lý, với những rác tái chế được như chai, lọ nhựa, bia các tông, vỏ lon, nước ngọt, các hộ để gọn gàng rồi bán cho người thu mua đồng nát. Thực hiện mô hình thu gom phế liệu, đều đặn các gia đình đều gom lại và mang ra nhà văn hóa thôn, góp cho tri hội phụ nữ. Năm đầu chi hội gom được 500.000 đồng trên một quý, nhưng qua tuyên truyền vận động, thuyết phục về ý nghĩa nhân văn của mô hình, năm sau gom được nhiều hơn. Riêng quý 1 năm 2024, chi hội đã gom được gần 1,4 triệu đồng. Từ nguồn này, chi hội dành tặng hơn 40 xuất quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo đặc biệt khó khăn, đỡ đầu một trẻ một côi khó khăn. Chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Nhân chia sẻ, chị em trong ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã và đến tận nhà các hội viên tuyên truyền vận động giải thích về ý nghĩa của mô hình khi đó có gia đình ủng hộ có gia đình không tuy nhiên các chị vẫn kiên trì tuyên truyền để hội viên thấy việc làm thiết thực này bởi vậy các hội viên của 10 trên 10 tri hội đã tham gia và xây dựng ngôi nhà xanh đựng phế liệu năm 2022 toàn xã gom phế liệu bán được 21 triệu đồng năm 2023 tăng lên 65 triệu đồng. Từ nguồn này, các tri hội và hội liên hiệp phụ nữ xã đã giả soát hỗ trợ nhiều lượt phụ nữ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi khó khăn từ 200 đến 300 000 đồng trên một suất. Mỗi tri hội còn nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi 300 000 đồng trên một tháng từ nguồn gom phế liệu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn là đơn vị đầu tiên trong triển khai mô hình thu gom phế liệu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo tháng 12 năm 2019 và chọn xã Phú Sơn làm điểm. Ban đầu triển khai mô hình, số lượng thu gom chưa cao, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, cán bộ hội viên nòng cốt làm trước, xây dựng kế hoạch thu gom, bán và kê chép đầy đủ công khai chi tiêu để hội viên phụ nữ tin tưởng và ủng hộ. Do đó, các tháng sau gom được nhiều hơn. Ngoài thu gom tại nhà, các chị còn vận động các hộ có đám cưới, sổ chạp, cho vỏ lon, chai nhựa. Sau hơn 4 năm triển khai đến nay, 31 trên 31 xã phường trên địa bàn đều triển khai mô hình với 204 tổ thu gom. Năm 2023 và quý 1 năm 2024, các cấp hội gom phế liệu quy ra tiền đạt gần 300 triệu đồng, thăm hỏi tặng hơn 1.400 xuất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều đơn vị làm tốt như các phường Xuân Lâm, Trúc Lâm, các xã Phú Sơn, Hải Ninh, Hải Nhân, Tùng Lâm. Chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn cho biết, nhận thấy hiệu quả của mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã nhân rộng trên toàn thị xã và đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ mục đích ý nghĩa của việc thu gom phế liệu. Từ đó hội viên phụ nữ và người dân có ý thức hơn trong việc thu gom phế liệu, tiểu tích thành đại. Nguồn kinh phí này hỗ trợ nhiều cho hoạt động hội, tạo dấu ấn riêng trong phong trào phụ nữ, luôn hướng về cơ sở, về hội viên phụ nữ trẻ em nghèo, mồ côi khó khăn, có động lực vươn lên trong cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình năm không sạch, phong trào chống rác thải nhựa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập văn tuấn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại